Thanh Nhàn khiến hai cầu thủ Malaysia bị đuổi. Tối ngày 8 tháng 5, Nguyễn Thanh Nhàn khiến hai cầu thủ Malaysia bị truất quyền thi đấu trong chiến thắng 2-1 của U22 Việt Nam. Phút 79, Thanh Nhàn lao vào gây sức ép với thủ môn Malaysia. Sau tình huống này, Safwan có pha đánh nguội đối với tiền đạo U22 Việt Nam. Cầu thủ thuộc biên chế PVFCANG tỏ ra đau đớn. Thanh Nhàn ra hiệu, phản ứng với trọng tài về tình huống này, còn Safwan quay lưng rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, tình huống này không qua mắt được trọng tài chính. Ông quyết định truất quyền thi đấu đối với cầu thủ U22 Malaysia. Safwan lặng lẽ rời sân. Anh hiểu rằng hành động bốc đồng của mình khiến đội nhà rơi vào thế khó. Thời điểm đó, U22 Malaysia đang nỗ lực tấn công để có thể gỡ hòa 2-2. Phút 82, Thanh Nhàn có lần thứ hai khiến đối phương mất người. Pha thoát pressing khéo léo của anh khiến Namudin buộc phải phạm lỗi để ngăn U22 Việt Nam tổ chức phản công. Số 11 của Malaysia gục đầu xuống sân. Anh hiểu rằng mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng bởi trước đó, cầu thủ này đã dính một thẻ vàng. Gương mặt Namudin thất thần nhưng cũng không có phản ứng thái quá nào. Tấm thẻ vàng thứ hai dành cho anh là hoàn toàn chính xác. Namudin vội vã chạy khỏi sân để tiết kiệm thời gian cho đồng đội. Tuy nhiên, mọi chuyện đã muộn màng. Khi chỉ còn 9 người trên sân, U22 Malaysia chấp nhận thất bại 1-2. Thanh Nhàn chưa ghi bàn ở SEA Games 32 nhưng cũng đã chứng tỏ được tầm quan trọng. Ngoài hai tình huống khiến đối thủ mất người, anh còn chơi năng nổ, có nhiều tình huống đột phá khéo léo. Ngoài ra, anh rất xông xáo trong khâu hỗ trợ phòng ngự. Tiền đạo này đã được đá chính cả 3 trận ở vòng bảng. U22 Malaysia 1-2 Việt Nam, huấn luyện viên Philip Trucci và các học trò giành quyền vào bán kết sau chiến thắng 2-1 trước U22 Malaysia ở bảng B môn bóng đá Nam SEA Games 32 tối ngày 8 tháng 5.